Chào cả nhà, hôm nay Nhi sẽ cắt cái áo thun cổ tròn nha cả nhà. Cái này là hôm nay Nhi sẽ cắt áo thun cổ tròn mà dễ sọc nha. Thì trước tiên là Nhi sẽ chỉ các bạn là cách canh sọc. Sọc phía dưới là sọc xanh, đây sọc xanh thì sọc với sọc phải ngang nhau nha cả nhà. Đó, ngang xong rồi vuốt thẳng cho im nha. Rồi cho im xong rồi Nhi sẽ cái dùng cái sơ đồ này đây. Đó, sơ đồ gặp này Nhi sẽ đặt lên. Đó, đặt lên là cái sóng gặp và sóng giải bằng nhau nha. Khi bằng nhau xong rồi thì Nhi sẽ dùng cục phấn này nè, Nhi dằn lên nha. Đó, Nhi sẽ để đây. Rồi, khi để đây xong rồi thì Nhi sẽ làm lấy cái vít nè. Nhi sẽ làm dấu thì hiện tại là ngay cái sọc xanh này thì ngay đây. Ở đây cũng ngay sọc xanh nha, đợi một hồi Nhi dễ canh đó cả nhà. Đó, ở trên đây cũng vậy, Nhi cũng làm dấu luôn nha, ngay sọc xanh. Đó, rồi, khi Nhi làm dấu xong rồi thì Nhi sẽ tiếp tục Nhi cắt nha. Mình phải canh sọc, tại vì cái này là cắt giải canh sọc á. Rồi khi cả im xong rồi Nhi sẽ dùng kéo, Nhi sẽ cắt từ này về trên cổ, Nhi cắt dặm qua vai. Khi dặm qua vai xong rồi thì Nhi sẽ cắt dặm qua nách nha. Xong rồi Nhi dằm qua sườn. Đó. Qua sườn xong thì Nhi sẽ tiến hành qua đây là Nhi sẽ cắt cái vòng lai nha. Đây này cả nhà. Bây giờ Nhi đã chải cái thân sơ trước lên này nè cả nhà ơi. Đó, hồi nãy là Nhi có làm dấu nè, cái điểm này là cái điểm xanh nè. Đó, cái dấu mực nè, đó dấu mực. Thì giờ phải đặt ngay luôn vậy nha. Rồi trên đây cái ngực cũng vậy. Trên đây cái ngực cũng vậy nè, cũng cái là ngay cái dấu này ngay lần xanh luôn nè nha cả nhà. Đó, mình cắt sọc á là mình phải chịu khó mình canh như vậy đó. Còn ở đây, cái sóng giấy và cái sóng giải nè cả nhà thấy không? Đó, sóng giấy sóng giải nha. Cái bằng nhau hết từ trên dưới luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, như vậy đó. Rồi từ đây đến đây mình cũng để im hết luôn nha, cái vai cũng vậy luôn. Rồi lấy đồ dằn im. Thì bây giờ Nhi sẽ bắt đầu cắt xong cái thân trước nè cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ lấy lại ra cho cả nhà xem nha. Đó. Đây là thân trước đây. Nhi mới vừa cắt xong. Đây cả nhà. Giờ tiếp tục thì Nhi sẽ cắt tới cái tay áo nha. Đây, tay áo. Tay áo thì cũng như cái thân trước và thân sau. Sọc với sọc cũng bằng nhau nha cả nhà. Đó. Rồi mình sẽ chải ra nè. Cái sọc dưới và sọc trên phải ngang nhau hết. Rồi mình để gập lên là cái sóng gập và cái sóng giải cũng bằng nhau. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái đồ mình dằn lên. Nha. Khi dằn lên xong rồi thì Nhi sẽ tiến hành Nhi cắt nha cả nhà. Đây. Nhưng mà trước khi Nhi cắt thì Nhi cũng lấy cái vít lông. Nhi cũng làm dấu từ cái đỉnh này qua bên đây. Sọc nào nghe sọc nào để mình biết một hồi mình cắt nha. Cắt cái thằng xa cái tay tiếp. Đó. Nhi cũng làm dấu rồi đó. Bên đây cũng vậy. Hai bên luôn. À, Nhi bắt đầu Nhi sẽ cắt. Mình để cái tay cho em mà mình cắt từ cái trên cái đỉnh của cái tay áo nha. Dằm cái này. Dằm qua. Rồi qua bên đây cái tiếp thì mình sẽ dính cái tay cho em. Qua đây mình cắt tiếp cái đai tay nha cả nhà. Cả nhà các chi tiết sau khi Nhi đã cắt xong rồi cả nhà. Cả nhà nhìn từ trên cao nhìn xuống là sọc nó rất là ngang luôn thấy không? Đó, ở đây là cái sọc sườn nè. Sọc sườn là sọc đen, sọc trắng là đều ngang nhau hết luôn ha cả nhà. Đó. Còn cái chính giữa của cái nách là cái cổ đó nha cả nhà.
cái cổ là bề ngang là 7, bề dài là 21 nha. Ở trên kia là cái tai, hai cái sóng tai cả nhà thấy sọc không? Sọc ngang ngang nhau hết luôn á. Mình cắt dễ sọc á là mình chịu khó mình canh như vậy đó, khi mình gắp áo thành phẩm lên mới đẹp mấy cả nhà. Đó. Thấy cả nhà thấy không? Nghi cười xa xa cao cao lên cả nhà xem các chi tiết trên cái áo này nghe cả nhà. À, thằng trước, thằng sau, tai, cổ, bo cổ đó cả nhà. Đó cả nhà. À. Rồi vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà nhớ xem và ủng hộ comment cho Nhi nha. Bye bye, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.